Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi tối hôm nay thì em cũng cài mấy chiếc bằng số. Thì ở trong đó có một chiếc bằng số của hãng xe sao với model là K6 của một chú em Hà Nam. Và chú này là chú là khách quen. Và chú cũng rất là băn khoăn khi mà mua chiếc bằng số mới chính hãng như thế này. Thì không biết rằng là có bằng những chiếc bằng số hàng bãi hay không. Và chú ấy cũng có ý định là nếu mà không hay thì có khi là đổi sang dòng bằng số khác. Và em cũng cài một chiếc bằng số X12 của một chú em Hà Nội. Và cũng gần đây thì có rất nhiều các anh em hỏi em về cái vấn đề về cái compressor, là có nên đầu tư thêm cái compressor trong cái bộ dàn karaoke không. Thì em hôm nay nhân tiện căn chỉnh hai chiếc bằng số này, vừa là test chất âm cho chú em ở Hưng Yên để chú ấy có thể là nghe được các chế độ mà em đã làm ở trên chiếc bằng số này, và cũng phân tích và chia sẻ các anh em về cái compressor để cho các bác anh em có thể là có cái sự lựa chọn nó đúng đắn hơn. Liệu có thêm vài triệu để mua một chiếc compressor phục vụ thêm cho vấn đề ca hát khi mà phối ghép với lại các thiết bị trong một dàn karaoke. Thì đối với lại vang số thì tất cả các dòng vang số, kể cả là dòng vang số đời X như là X3, gọi là thấp như là X3, X5, 6, X7, 10, cho các cái dòng vang số cao cấp của Shiso Chibat, cho đến các cái dòng vang số đời mới thì nhà sản xuất luôn luôn thích hợp cái chế độ limit compressor ở trên vang số. Thế thì khi mà nhà sản xuất đã thích hợp cái chế độ compressor ở trên vang số rồi thì liệu các bạn anh em có nên mua nữa hay không? Thì từ trước nay thì khi em cài đặt vang số cho các bạn anh em ấy thì em rất chú trọng đến cái vấn đề làm cái chế độ limit compressor hay là chế độ noise gate. Thì ở trên hai dòng vang số, một chiếc vang số hàng mới chính hãng của xe sao model là K6 và một chiếc X12 hàng bãi, thì khi mà chúng ta làm cái chế độ compressor ở trên vang số thì nó có hiệu quả như nào. Đôi khi các bác anh em nghĩ rằng là compressor này là để bảo vệ loa, để mà khống chế cái tín hiệu không được vượt ngưỡng, để mà như vậy là nó đảm bảo về cái độ bền của cái thiết bị âm thanh, cụ thể là đưa loa. Thì như các bác anh em đã biết rằng là đây là một cái phòng karaoke cách đây coi là 22 năm rồi, tức là em làm từ năm 2000, đến bây giờ là 22 năm rồi. Và trước đây dùng những cái đôi loa Bose 301/3 cho đến 4.2/2 rồi 301/3, những cái đôi loa rất nhỏ như này thôi. Và khi phục vụ khách thì cũng phải mở một cái âm lượng lớn, bởi vì mình làm kinh doanh thì mình cũng phải chiều khách, chứ không phải là như vậy là khách yêu cầu mở to mà mình lại không dám mở to. Cho nên ngày xưa loa Bose này là dễ bị cháy chép này, rất hay bị cháy chép. Thì em cũng đã đấu một cái bóng bóng đèn xe máy, bóng đèn xe máy là 12V 21W để mà khống chế được cái việc mà cháy cái loa chép ở trên loa Bose. Thì ngày xưa dùng loa rất nhỏ, chứ còn bây giờ để các bác anh em dùng những cái loa rất lớn, thậm chí là 30-40, công suất 300 cho đến 600W một loa. Cho nên cái vấn đề mà như vậy là compressor không phải là cái vấn đề mà bảo vệ loa nữa, mà là nó là một cái vấn đề là làm đẹp chất âm khi mà chúng ta hát hay là nghe nhạc. Thì ở đây nó là chiếc vang số của chú em ở Hà Nam này. Chú này khách quen và chú ấy cũng có gửi cho em chiếc sân xui DM1 trước đây rồi. Trước đây thì chú đã gửi cho em chiếc sân xui DM1 và bây giờ thì chú lại gửi chiếc vang số hàng mới chính hãng. Thì em thử luôn chất âm để cho chú này chú thể nghe được chất âm mà em đã làm này. Một chiếc vang số cũng không phải là cao cấp đắt tiền, nhưng mà khi mà mình biết làm ấy thì là nó cũng khá hay đấy. Bây giờ sẽ thử cái chiếc đầu tiên này. Một, 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 hai, hai, ba, ba, bốn, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, bốn, bốn, bảy, bảy, mười, hai, ba, năm, sáu, một, hai, sáu. Chế độ 2 này. Và tí nữa em sẽ so sánh chất âm ở trên chiếc vang số X12 nữa. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 4, 7, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 1, 2, 6. Chế độ gieo mít định giọng này. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 4, 7, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 6. Tiếp đến là chế độ E cho này.
Và chế độ revert này. Bất kỳ một chiếc con số nào thì em làm chế độ revert. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 7 1 2 6 7. Chế độ thừa bát thiếu chép này. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 7 1 1 2 6 7. Bây giờ sẽ gọi chế độ gọi là phổ thông đi, và sẽ phân tích với các bác anh em là có cái compressor rồi, tại sao chúng ta phải mua. Thì đối với dòng băng số DB này á, đây là mã số của xe sao K6, nhưng mà phương pháp hoàn chỉnh thì nó giống như là DB 500 Pro 520 mã thôi. Nó cũng giống như DB 500 Pro và 520 mã. Thì đây là cái giải quay dơ. Và các bác thấy được rằng là có hai mic riêng biệt này, mic A và mic B. Thì ở trong cái mic A này á, thì đây là compressor. Đây là compressor. Thì compressor thì ở trong phần mic cũng có này, ở trong phần main cũng có này. Thì ở phần mic ấy, thì khi chúng ta đặt những cái giá trị mà nó đẹp, nó hợp lý thì là như vậy chất âm nó sẽ đẹp. Còn khi chúng ta không dùng thì chúng ta sẽ tích vào đây. Tích vào đây tức là con bài bát, tức là không sử dụng. Thì bây giờ sẽ thử luôn này. Khi chúng ta tích vào đây là chúng ta không sử dụng này. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Rõ ràng khi chúng ta sử dụng thì cái âm sắc nó đẹp hơn. Âm thấp ấy nó có độ tròn gọn hơn, và cái âm cao ấy nó có độ sáng, độ bay hơn. Bây giờ là không sử dụng chế độ compressor này. 1 1 2 1 1 2 6 6 1 1 2 6. Khi alo bằng cái âm cao ấy, 69 ấy, nó rất là nhẹ, nó nhẹ. Còn khi chúng ta không dùng thì nó nặng. Và khi chúng ta thay đổi thì sao? Giả dụ như chúng ta dùng này. Bây giờ là chúng ta dùng, chúng ta không tích vào đây. Và bây giờ chúng ta sẽ thay đổi sao? 6 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 6. Ở chế độ là âm 4 decibel có lẽ là đẹp nhất. Và đây là tỷ lệ này, đang để là 1.8 này. 1 1 6 6 6 6 6 sáu 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 sáu. Hoặc là cái Aztec này là thời gian tấn công này, thời gian tấn công đang để là 41 mili giây. 1 1 1 1 1 1 6 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
Zenith này chẳng hạn là thời gian sản nén này 0,5 giây này. 6. Và có làm chế độ noise gate này, em vừa phân tích và các bác có thể tham khảo các cái thông số ở trong cái phần mic nhé, ở trong phần mic. Và cái noise gate đang để 75. Ở cái phần main này cũng làm chế độ compressor, đây là chế độ compressor này, các bác thấy được rằng là ở phần main thì cái compressor ở trên cái dòng vang số K6 này thì nó cũng giống như phần mic này. Đây này, đây là compressor này, và chúng ta nếu như chúng ta sử dụng nó khác mà không sử dụng nó khác, chúng ta không sử dụng này 1 1 2 Bây giờ em
em sẽ chuyển sang chiếc vang số X12 nhé, để cho các bác thấy được rằng là trên vang số X12 thì nó còn quan trọng như thế nào. Chuyển sang chiếc vang số X12 để cho các bác nghe được là ở trên chiếc vang số X12. Bây giờ là chuyển sang chiếc vang số X12 này. Bây giờ là chiếc vang số X12 này. Các bác sẽ thấy được chiếc vang số X12 thì ở trong cái phần mic này nó cũng có cái chế độ limit compressor này. Limit compressor này ở trong phần main cũng có này. Ở trong phần main cũng có. Và cái tác dụng của nó như thế nào? Giả dụ như là đây là một cái cấu hình phổ thông này. Đây là một cấu hình phổ thông thì các bác sẽ nghe được là dùng và không dùng thì nó sẽ nào. Và nếu như chúng ta đặt đúng giá trị thì nó như thế nào? Bây giờ là giả dụ như là cái limit này đang ở phần mic nhá. Đây là phần mic này. Cái limit này đang là âm 4 này. 扫扫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 
tối đa thì ở dòng X nó là 14, dòng kể cả X5 thế, X5 là 14. Nhưng mà để ở 9 thì rõ ràng rằng là các bác thấy được rằng là cái tác dụng của compressor nó như thế nào, tác dụng của compressor như thế nào. Thì từ trước đến nay thì em căn chỉnh vang số cho các anh em ấy thì 100% em đều làm chế độ limit compressor, cho nên rằng là cái chất âm mà em làm mà cho các anh em ấy là không phải là một cái chất âm mà nó vang vọng nhiều, nhưng các bác rất là dễ hát và nó rõ ràng về cái âm sắc, về cái phần âm sắc của phần mic rõ ràng, rõ nét, và cái phần nhạc ấy là các bác cũng rất là dễ nghe, bởi vì khi chúng ta làm chế độ compressor ấy thì ở phần main thì nó có cả phần mic và cái phần nghe music, phần mic và phần nhạc. Thế cho nên rằng là hôm nay nhân tiện căn chỉnh hai chiếc vang số này, một chiếc vang số hàng mới chính hãng và một chiếc vang số hàng bãi, thì em lại chia sẻ với các anh em để các anh em nắm bắt được rằng là cái tác dụng của compressor ở trên vang số như nào. Và khi các bác anh em có những chiếc vang số cao cấp đắt tiền ấy, thì chẳng vội gì mà các bác phải mua một chiếc thiết bị compressor rồi làm gì, bởi vì là ở trên vang số nó đã thích hợp rất là nhiều chức năng rồi, chẳng qua chúng ta có biết làm cho nó tốt, cho nó hay hay không thôi.